Mình xin mến chào tất cả mọi người ha, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ lên tiếp cho anh em là 4 cây cần nha anh em. Và cần ngày hôm nay về thì có 2 cây cần hãng và 2 cây cần dựng ha. Vị trí số 1 từ bên tay trái mình đếm qua sẽ là một cây cần của hãng Bulava nha anh em. Tên cần là Bulava Romax ha, và size cần ngày hôm nay về đó là size 2m7. Vị trí số 2 đó là một cây cần của hãng Haysin nha anh em. Tên cần là Haysin Tyrannosaurus ha, chiều dài của cần là 3m. Vị trí số 3 đó là một cây cần dựng phôi Daiwa Tournament, chiều dài của cần là 3m2, phôi 2 khúc cắm trong, và dàn khoen nó là khoen phôi xích bu 16. Vị trí số 4 cuối cùng đó là một cây cần dựng phôi Raptor ST, chiều dài của cần là 3m2, cũng là phôi 2 khúc cắm trong bạo lực. Dàn khoen cũng cần là khoen Fujian Kunai bu 16 luôn anh em ha. Nói chung là cần ngày hôm nay thì nó có thể câu đa dạng theo loại nè. Thứ hai là nó cũng nằm trong cái mức giá gọi là dễ chơi, dễ tiếp cận nha anh em. Tích hợp cho anh em được một khúc sinh viên và trên sinh viên tí ha. Rồi, trước khi mình giới thiệu kỹ về từng cây cần cho mình xin nhắc lại ha. Những em nào mà xem kênh mình có nhu cầu mua cần hoặc mấy con cũ thanh lý thì đầu tiên em bấm cho mình cái nút đăng ký với lại chuông thông báo nha anh em. Để khi mình có về cần hoặc là máy mới anh em có thể xem lựa chọn được sớm nhất ha. Còn những em nào mà nghỉ chơi có nhu cầu thanh lý hoặc lên đời những sản phẩm của mình thì anh em có thể liên hệ với mình qua số điện thoại này 0909419819, anh em có thể gọi trực tiếp hoặc liên hệ với mình qua Zalo nha anh em. Và có một cái lưu ý đó là mình anh em cứ gọi là cần thì anh em cứ nhắn tin hoặc là anh em gọi trực tiếp luôn ha. Tại vì có một số cái tình hình đó là một số anh em mua cần mua máy mình á mà ngại không có dám gọi hoặc nhắn tin trực tiếp với mình á, nhờ anh em khác ha. Nói chung là hai anh em cùng coi clip của mình rồi bàn tán nhau rồi này kia đó, anh này muốn mua mà anh không có ngại, không có dám gọi cho mình, anh nhờ cái anh kia gọi liên hệ mua cho mình ha. Thì mình xin nói với em như vậy. Cái tình huống này thì mình gặp cũng rất nhiều ha. Lúc trước mình gặp nhiều rồi, bây giờ một thời gian rồi bắt đầu mình gặp lại một hai trường hợp giống vậy nha. Mình nói là mình thì cũng là bình thường thôi, cù bắp thôi chứ không có gì gọi là hay ho gì đâu anh em. Mình thì cũng giống như anh em thôi, cũng là dân câu bình thường thôi. Anh em cứ gọi trực tiếp, không có gì phải ngại hết ha. Anh em có thể hỏi, anh em không biết gì anh em có thể hỏi đó. Nếu như mà kinh nghiệm của mình biết là mình sẽ chia sẻ với anh em nhiệt tình ha. Kể cả anh em mua hàng hoặc là anh em tập mua bán đồ này kia ha, mình cũng không có ích kỷ đồ này kia đâu ha. Mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ với anh em cái đó. Đó, có thể tư vấn cho anh em cây cần hoặc là cái máy nào này kia, ví dụ như mình có thì mình bán, còn nếu như mà mình không có hoặc là anh em muốn mua chỗ khác đồ này kia, anh em có thể hỏi mình ha. Ở chỗ đó đồ này kia bán như vậy anh thấy ok đồ này kia không? Nếu như mà mình có thể có thời gian rảnh đồ này kia đó, mình sẽ hỗ trợ cho anh em cái phần đó luôn ha. Anh em không có cần phải ngại gì hết nha anh em. Mục đích của mình làm kênh này á, mình chia sẻ đam mê nha anh em. Chia sẻ đam mê là chính, dĩ nhiên là nó cũng sẽ có một vài đồng tiền lời ha, nhưng mà nó cũng không có đáng bao nhiêu nha nè. Mình cũng có cái công việc chính của mình, cái này nó cũng không phải là cái công việc mà để kiếm thu nhập chính của mình đâu anh em ha. Mình xây dựng kênh này kia để mình giao lưu, tại vì cái này cũng là một cái đam mê của mình nha nè, đam mê lớn ha. Rồi, bây giờ không nói dông dài nữa, bây giờ mình mời anh em vào phần giới thiệu kỹ về từng sản phẩm ha. Đầu tiên là mình lên cho anh em cây Bulava Romax. Rồi đây anh em ha, tức là mình quay ở cái vỏ ngoài anh em ha. Túi nó còn thì rất là mới ha. Cây này cần lướt nha anh em. Tem này kia nè. Thông số nó ghi ở ngoài cái túi là 902 XXH, tương đương với độ dài là 2m7 nha anh em, độ cứng là XXH ha. Thông số tem hồi ghi trên công bố ở trên cái bao bì đó là 200 tới 250 gram ha, và thông số dây của nó là dây mát của nó là BE8 nha anh em, tức là mình có thể đánh từ BE8 trở xuống ha. Nó cho mình cái đánh cái tầm xa nó tốt ha, và dây nó mượt. Đây là mã code của sản phẩm, và cái chất liệu của cần này đó là chất liệu carbon IM7 nha anh em. Cái chất liệu carbon này được anh em đánh giá cũng khá là tốt ha. Rồi, theo mình mở cho anh em coi sản phẩm ở bên trong. Cái thương hiệu Bulava này thì đối với thị trường Việt Nam nha anh em, mình thấy nó chiếm trên 50% ha. Chiếm trên 50% thị trường đồ câu Việt Nam. Từ nó có rất nhiều cái loại, sản xuất ra rất nhiều loại đồ câu, máy câu rồi này kia ha. Nói chung liên quan tới câu cá rồi này kia đó. Từ cần nè thì nó cũng có nhiều thể loại, từ câu lua nè cho tới câu cá thịt nè, thậm chí là cần dựng là cũng cái phôi của nó luôn nha nè. Cho nên là cái chất lượng rồi này kia được anh em đánh giá nó cũng khá là ổn định ha. Đây, đầu tiên mình sẽ quay cho anh em xem. Ca ngợi nhiều quá thì nó cũng có cái ảnh hưởng ha. Cái này là chỉ dân mua bán rồi này kia người ta sẽ biết rõ. Mình cũng không muốn nói nhiều. Mai mốt anh em nói nhiều quá, bàn nhiều quá thì mai mốt anh em không có đồ ngon chơi ha.
và cái giá nó cũng mắc ha. Rồi nói chung nói sơ sơ vậy đi. Thì mình quay phần ngoại hình cho anh em xem ha. Phần cán mút của nó được làm là cán mút EVA nè, mút cứng nè. Nó có trang trí là những cái chi tiết gọi là khắc những cái vân như thế này nha anh em, trên cái cán mút ha. Và cây cần này nó chưa có đánh qua hồn nha anh em. Chúng ta thấy là nó không có gắn lên giống cần ha. Đây. Khoen nè, bát chứ nhầm. Bát trang bị trên cần là bát Fuji tem vàng nha anh em. Fuji tem vàng ha, và dưới chân máy nó thêm một cái khóa nữa ha. Đây, phần mút còn rất là đẹp ha. Có thể là hơi dơ nhẹ tí ha, nhưng mà nó không có cấn gì hết nha anh em. Cần này cần lướt ha. Là phần tem này kia nè. Thông số nè. Cây này mình có thể đánh đa dạng cái thể loại nha anh em. Từ sông hồ suối biển đó này kia là mình có thể cần hết ha. Để mình phân tích sâu hơn. Ví dụ như mình câu biển thì mình có thể mình câu các thể loại giống như là từ nếu mà câu dít thì mình có thể mình đánh lai dít, đánh sọt dít hoặc là lugan, hoặc là đánh bobbin. Nói chung là biển thì đủ thể loại luôn ha. Còn câu sông rồi này kia thì dĩ nhiên cái này vô tư rồi, mình câu đa dạng theo loại từ lăn xê cho tới câu ngâm. Còn câu hồ dịch vụ thì cái này chuyên nha anh em, chuyên cá chim, cá chê và cá tra hồ dịch vụ ha. Ngoài ra nó có thể ứng dụng thêm là mình cũng có thể mình câu cá lóc được luôn nha anh em. Cái này thì ít có ai nói tới ha. Nếu mà mình nói câu cá lóc thì cũng sẽ có một số người là sẽ cười thầm trong bụng ha, đó thôi thì mình sẽ phân tích sâu hơn. Nói chung mình phân tích sâu thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng tiêu cực nha anh em. Có anh em không có đồ ngon chơi á. Cái này mình nói thì một số anh em bán thì có thể là biết. Rồi, tiếp theo mình quay cái trang bị lên cần nha anh em. Chúng ta có là dàn khoen Fuji Odin chân bướm ha. Đây. Keo nè, chân khoen rồi này kia nè, cần nó rất là mới ha. Khoen đề ba của nó là 30 nha anh em. Ở vị trí cái khớp nối này nó hơi tì tì nhẹ xíu ha. Nhìn kỹ mình mới thấy thôi. Chúng ta còn mới nè ha. Thế mình quay phần ngọn cho anh em xem. Đây là cái phôi nè, độ dày phôi nè. Vì nó là phôi chuyên cá thịt ha, cho nên là cái độ dày nó sẽ dày hơn tí so với đời những cái phôi chuyên lua của hãng Bulova nha anh em. Chuyên lua thì chúng ta có phôi Bulova Monster. Bulova Monster ha. Còn những cái gần hãng mà chuyên lua giống như là cây Bulova Premium mới ra nè, Bulova Xmart nè, Dura Xmart chứ đọc. Rồi Bulova Apollo rồi kia những cái đời trước á. Hiện tại thì Premium mình thấy nó đang hot, đang châu rồi kia đó. Lát hồi mình sẽ phân tích kỹ cho anh em xem về cái phần mà lua cá lóc. Tại vì lúc này mình chơi cá lóc ha, cho nên là cái trong đầu mình lúc nào cũng có hiện diện bóng dáng cá lóc hết anh em. Nói chung là mình cố gắng mình chia sẻ những cái gì mình hiểu biết ha, mong là nó sẽ có hữu ích cho các anh em mới, các anh em chưa có kinh nghiệm nhiều ha. Đó, mình chỉ mong vậy thôi. Còn những anh em nào mà thấy mình nói sai có thể góp ý với mình ở dưới phần bình luận nha anh em. Mình rất là cảm ơn những cái lời góp ý của anh em để mình xây dựng kênh ha. Mục đích của mình làm kênh là mình muốn có một cái chỗ để mình chia sẻ cái đam mê của mình á, và chia sẻ và học hỏi luôn nha anh em. Còn dĩ nhiên kinh doanh thì nó sẽ có một vài ba đồng lời đó, nhưng mà thực tế là nó cũng không có bao nhiêu nha anh em, không phải thu nhập chính của mình đâu ha. Đây, tiếp theo mình sẽ đo cái phần ngọn cho anh em xem ha. Về cái phần ngọn này cũng có cái để nói nữa nè. Về hãng họ công bố là 2.8 nha anh em. Cũng một số anh em mấy qua bên kia gì coi cũng có một vài anh em nói mình nói không đúng ha. Thì mình có đo rồi, mình nói là nó không tới 2.8 đâu. Thì mấy anh em không tin thì hôm nay mình đo thực tế cho anh em xem nó. Để coi, mình đo sát luôn cái ngọn ở trên cho anh em xem. Nè, nó rơi vào khoảng là từ 2.4 cho tới 2.5 nha nè. 2.4 cho tới 2.5 ha, chưa tới 2.6 ha. Này là mình đo thực tế nha anh em, cầm cái cần đo thực tế luôn nè ha. Đó, nhiều khi họ hãng họ công bố vậy nó cũng có một số cái gọi là thâm quý sử nha nè. Giống như nãy mình nói đó, ví dụ như mình bàn nhiều quá thì muốn anh em không có cần ngon để anh em chơi á. Hoặc là cái giá nó cũng ảnh hưởng ha. Thôi lỡ nói à. Thôi nói luôn. Nói cho những anh em xem kênh mình thôi. Đó. Nếu mà lua gần đồ này kia thì cái này có một số anh em làm YouTube ha. Đánh cái này mình thấy cũng rất là hay á. Lua gần hoặc sọc dít á.
đánh những con mồi từ 20-30 gram hoặc là những con vít mà từ 60-80 gram rồi kia đánh cái này. Đánh rất là ngon nha anh em. Bắt cá thì cái nhồng cá chẽm từ 5-7 kg hoặc là 10 kg, size 10 kg, mười mấy kg đổ lên thì hay rất ngon, phải gọi là ngon bổ rẻ nè. Em thông cảm ha, mình mới nghe điện thoại. Anh khách anh đặt cái máy máy bên đó giao bên nhà bè đó, mà mấy thằng ráp á mình đặt nó tới nó ầu ơ ổng nghẹo rồi này kia, rõ ràng mình đặt COD là có ứng tiền rồi này kia đó, mà nó tới nó ổng nghẹo rồi này kia, nó la là qua tới bên kia đi rồi nó chuyển khoản lại cho mình. Mình đã đặt COD rồi, ví dụ như mà mấy anh thấy không ok rồi này kia, mấy anh không có thể ứng tiền thì mấy anh đừng có nhận. Khi mà tới rồi mấy anh em nói kiểu đó rồi bắt đầu, ví dụ mà mình chịu ha, rồi qua bển mấy anh em nhận tiền rồi kia xong rồi mấy anh em nói ngược lại là mấy anh em hồi nãy anh đặt COD mà COD tôi qua tới đó tôi đưa tiền cho vợ anh rồi mà giờ anh nói vậy là sao đó, lúc đó mình cũng khó nói ha, mình mệt với lại mấy cái vấn đề gọi là ship vận chuyển hàng lắm nha anh em. Đã qua tới chỗ tới nơi của người ta rồi, cầm hàng mình kiểm tra hàng rồi này kia đi, mình thấy người ta đã đặt rõ ràng là COD rồi thì mình có thể ứng tiền thì mình hãy nhận anh em. Mình đâu phải là, mình cũng đâu phải là ép ai, mình cũng đâu phải là vô lý đâu. Rồi thôi, cái chuyện đó chuyện ngoài lề nha anh em. Tiếp tục quay trở lại cây cần ha. Nãy mình đang nói về những cái ứng dụng thể loại câu ở trên cần ha. Đây. Còn nếu mà câu sông, câu hồ rồi này kia thì cây này rất là ngon ha, câu cá chim, cá chê. Test tỉnh thì cây này một số shop họ test là giờ tỉnh là trên 5 kg nha, từ 5-8 kg với lại cái góc 45 độ nha nè, 45 độ ha đó. Còn quay lại trở lại cái vấn đề mà nãy mình nói là có thể đánh cá lóc đó nè, thì cây này mình nghĩ ha, theo kinh nghiệm mình có thể mình đánh cá lóc rừng mình đánh được nha nè, cá lóc rừng ha, đánh được theo cái hướng gọi là sinh viên nghèo ha, sinh viên nghèo ham học hỏi rồi này kia, rồi mình chơi mình tiết kiệm rồi này kia ha. Với mức giá của nó thì nếu mà một cây đánh cá lóc mà chuyên đánh cá lóc á, mà mình thấy là thị trường Việt Nam hiện tại ha và thị trường Nhật Bản, những anh em cần thủ ở bên Nhật Bản đó, họ đang ưng nhất là hai cái dòng cần mà mình thấy người ta sử dụng nhiều, đó là cái dòng Shimano nha anh em, Shimano Cod Snipper đó, nó cũng có hai cái hai loại ha, Cod Indo và Cod Nhật ha, Cod Indo và Cod Trung Quốc chứ, Trung Quốc sản xuất á. Thì cái Cod Indo được đánh giá cao hơn và mức giá nó cao hơn. Với lại một cái dòng cần nữa là dòng cần của Yamaha nha nè. Yamaha thì có hai loại, Yamaha Loose Snipper với lại Yamaha Early rồi, nhiều loại chứ. Nhưng mà dòng Yamaha rồi này kia thì khá là ngon ha. Nhưng mà cái mức giá của nó nằm vào khoảng chua chát với lại thị trường Việt Nam mình nha anh em, những em nào có điều kiện rồi này kia hoặc là những em đam mê nhiều á, để dành tiền lâu á thì mới có khả năng chơi cây đó ha. Nó rơi vào khoảng 7-8 triệu là một cây trở lên nha anh em. Đó. Thì mình đánh những cây đó, ví dụ như mà nó lỡ có sự cố rồi này kia, nó gãy đồ này kia thì có thể gọi là bỏ ăn luôn nha anh em. Còn những cây giống như vậy thì với mức giá là từ 1,5 triệu mới đổ xuống ha. Còn những cây cần lướt thì giá nó ổn định hơn, thì mình chơi mình có thể đánh bạo lực được nè, cái độ nảy của nó nè, đọt giống như nãy mình đọt đo cái đọt là 2,5 ly nha nè. Nếu mà đánh cá lóc lũ á, thì cây này nó dư ha. Mình nói về cái sách cây này đánh cá lóc thì một số anh em mà chuyên cá lóc thì sẽ cười nha nè, sẽ cười ha, nhưng mà họ không hiểu được là mình sẽ đánh nó có những cái gọi là tiết kiệm ha, nó trâu nó khỏe này. Nếu mà so về cái phôi chuyên lua của chính Bulava này luôn đi, đó là cái phôi Bulava Monter ha, thì nó sẽ không có trâu bằng cái phôi cá thịt này nha nè. Nó nhẹ hơn thiệt nhưng mà nó không có trâu ha. Mình thấy nó nhiều trường hợp là bị gãy nha. Còn cái này hôm bữa mình có đánh qua rồi. Cái này nếu mà thôi để mình bàn cái này trước đi, lát hồi mình họ nói cái 2.4 sau. Nếu mà cây này thì tiếp theo cái lợi ích thứ hai đó là, ngoài cái lợi ích là thứ nhất là nó tầm giá tốt nè, thứ hai là nó trâu khỏe nè. Lợi ích thứ ba đó là mình có thể mình đánh dây BE lớn nha nè. Nè, cái này mình cái mát BE của nó là tới BE8 ha. Đây, BE8 thì dĩ nhiên mình câu cá lóc mình có thể mình đánh BE3, BE4 đồ này kia thì nó tiết kiệm cho mình thêm cái khoảng dây nữa nha anh em. Nó chống nổ dây ha. Cái này đánh rất là mượt nha anh em. Bữa mình đánh BE4 mà đánh cũng xa đó, mình đánh tầm 30m là được ha, 30m hơn mà mình đánh nháy hơi đó.
Đó, nói chung là nó tiết kiệm về thêm một cái khoảng dây nữa ha. Nếu mà anh em muốn ngon đó, em có thể thay cái dàn khoen vui xích mà loại mà chân ca đó. Lúc trước là mình tính là mình làm cái này ha, tại vì mình suy nghĩ được như vậy nha anh em. Mình cũng không có biết được, cũng giống như là nó cũng có tính chất là ăn thua đó em. Mình cũng không có biết chắc được là cái suy nghĩ của mình có giống như cái suy nghĩ của các anh em khác không ha. Cho nên là mình cũng chưa có dám làm đó. Nhưng mà nếu mà anh em muốn chơi ha, mình cũng sẽ có giá tốt cho anh em ha. Cần mới luôn, rồi khoen mới luôn, làm sẵn cho các anh em chơi. Cái vụ mà thay khoen á, là mình thấy ngon nhất là cái cây size 2m4 nha nè. Size 2m4 thì mình cũng đã đánh rồi. Nếu mà nói nặng á, thì nó cũng không có rơi vào cái khoảng mà nặng nhiều nha nè. Nó nặng hơn những cây cây cần chuyên lua khác thôi. Nhưng mà size 2m4 để coi cây này thì là 390g, còn size 2m4 hình như là 350g, 350 hoặc 300g. Thì nó cũng không có nặng mấy nha nè. Nhưng mà được cái nữa, nó trâu, nó bền. Mình đánh mình không có sợ gãy. Mình cảo cá rồi này kia. Cái cây mà đang hot trên thị trường là cây Bulava Premium á nè. Mình thấy là một số anh em idol test là dở tỉnh lên á. Mà dở tỉnh 5kg ha, mà mình thấy cũng kiểu như nhón nhón, mà cũng còn gọi là không có tự tin mấy á. Còn cái cây 2m4 thực tế là mình đánh hôm bữa là mình xách đi Tân Phước mình đánh á. Mình đứng ở trên bờ đê ha, mình quăng xuống ở dưới kênh á, thì nó bị vướng một cái nhánh chà rất là to nha anh em. Cái ngọn chà cũng rất là to ha. Nếu mà mình cân lên thì mình nghĩ là nó trên từ 5-7kg đổ lên á. Là mình lôi từ ở dưới đó mà mình lôi thẳng lên, mình lấy cây cần mình cảo mình kéo lên luôn á, là nó không có xi nhê gì hết nha nè. 2m4 dĩ nhiên cái size 2m4 thì nó vũ mồi, nó ngon hơn cây này ha. Cây này thích hợp mình đánh lóc rừng, mình đánh bạo lực ha. Còn mình đánh là cá lóc cá cò rồi kia mình đánh vẫn được nha anh em, đánh vẫn được ha. Nhưng mà cái độ vũ của nó cái độ cái ngọn mà nó nảy, nó đẩy mồi đi á, thì nó cứng hơn cây 2m4 tí ha. Cây 2m4 này mình nghĩ nó tầm 2.4 nha anh em, 2.4 ha. Hôm nay có thể gọi là mình ngứa miệng nha anh em, mình bàn nhiều ha. Nếu mà anh em thấy hay thì anh em có thể chơi theo hướng đó ha. Và mình cũng có thể hỗ trợ anh em làm theo hướng đó cho anh em chơi. Cái này mình sẽ chắc là mình sẽ không bán ha. Nếu mà anh em nào mà muốn làm theo kiểu đó ha. Ở nhà mình có bộ khoen sẵn rồi. Anh em muốn lên theo kiểu đó thì mình lên cho anh em chơi. Dĩ nhiên là giá mình sẽ cân đối nha anh em. Giá ngon luôn. Một số cây cần mà lên khoen xích đồ này kia, mà dựng đồ này kia ha, thì cũng phải trên 3 triệu. Nhưng mình hứa với anh em là dưới 2.5 triệu nhiều luôn ha. Nó chỉ 2 triệu nhích thôi, tiểu học thôi. Đó, anh em muốn chơi thì mình chơi theo kiểu đó. Đánh lóc rừng rồi này kia nè. Cây này ví dụ mà có sự cố này kia, đánh ẩu này kia đó, đánh đứng cái ngọn mà cho dở con cá mà đứng cái ngọn á, qua cái góc 45 độ mà có lỡ gãy đi chăng nữa mình cũng còn tháo bộ khoen ra mình làm lại cái khác chơi, mình cũng không tiếc bằng cái cây những cái cây 7-8 triệu rồi kia ha. Nếu mà lỡ gãy con cá là bỏ ăn nha anh em. Nếu mà so sánh về cân nặng á, thì cây này cũng có thể ngang cân nặng của những cái cây Yamaga đó nè. Yamaga với lại Code Nipper nãy mình nói đó. Nếu mà có nặng hơn thì cũng vài chục gram thôi. Nè, con nhà nghèo học giỏi, muốn chơi thì chơi ha. Còn cây 2m4 nếu mình làm lại mình đánh rất là ngon nha em. Có thể vừa đánh nháy hơi nè. Rồi nó vừa tầm mình đánh, vừa đánh nháy hơi, vừa có thể kết hợp đánh nháy thật ha. Còn mình đánh muốn đánh xa thì có thể chơi 2m7. Còn 3m thì nó quá nặng rồi. 3m thì mình không có thấy nó ứng dụng được. Rồi, cái này mình chỉnh bàn cho những anh em trên kênh mình thôi ha. Cái này mà nó anh em bàn nhiều quá thì nó ảnh hưởng nha anh em. Đó, cái này mình nói rồi, mấy anh em khác mua bán biết. Không có anh em không có cần ngon để anh em chơi nữa. Rồi, anh em nào muốn chơi theo kiểu đó thì liên hệ mình ha, mình làm luôn cho anh em chơi. Mình thì giờ mình đang đánh cái cây 2m7 nè. Thôi, không có nói nói nhiều quá. Hôm nay cái miệng mắc nói ghê anh em ha. Đó, cây đó mình nếu mà anh em mua ha thì mình thanh lý cho anh em giá là 1.2 triệu ha. Mình để khoen nhà mình đánh vẫn được nha anh em. Mà nó hơi cứng so với những anh em đánh cá cò nãy em có nói rồi. Nếu mà đánh lóc rừng rồi kia, đánh bao lực, đánh lưỡi lớn, đánh nhái size lớn á thì đánh ngon ha. Đánh lóc rừng á, hoặc là câu mà dạng câu cá lóc mà ngầm á. Giờ trong đầu mình chỉ lẫn quẩn cá lóc thôi. Cho nên là anh em thông cảm ha. Tiếp theo mình lên cây thứ hai nha anh em. Còn những anh em nào mà muốn lên khoen xích á thì nhà mình có khoen sẵn luôn ha. Dĩ nhiên là mình có cái giá tốt hơn cho anh em á. Anh em nào muốn chơi thì liên hệ làm. Mình cũng đang muốn làm những cái đó, những cái suy nghĩ trong đầu của mình á. Có thể là nó là cái trò cười do những anh em chuyên cá lóc ha.
nhưng mà mình là con nhà nghèo, mình suy nghĩ theo hướng con nhà nghèo. Ai mà hướng con nhà nghèo giống như mình thì cũng có thể cùng chung chí hướng ha. Tiếp theo mình lên cho anh em cây hay sinh nha anh em. Cây này cũng ngon nữa nè. Tên của cần là hay sinh tây ran sâu rết ha. Đây, theo mình đọc cái thông số cho anh em luôn. Thông số ghi trên cần là 1002HH ha. Tương đương với độ dài là 3m và action của nó là medium heavy. Thông số BE của nó BE 3 tới BE 6 nè. Đó, thông số BE này cũng quan trọng cho những anh em gọi là đánh mà thể loại sử dụng BE như Logan rồi này kia đó. Logan đánh cá lóc rồi này kia ha. Đánh BE lớn thì nó lợi hơn. Thông số tải mồi nè. 60 tới 140 gram. Rồi mình thấy lẫn quẩn cái hình dáng cá lóc ở đây nữa nha anh em. Rồi theo quay phần ngoại hình ha, về phần cán cần. Cấn nhẹ ha. Dăm dăm thôi. Bát trang bị lên cần là bát Fuji. Đây, thuộc dạng cán liền nha anh em. Rồi, tiếp theo là cái phần phôi cần ha. Dạng phôi xoắn ít ha. Phôi này anh em đánh giá rất là ngon nha anh em. Dạng khoen trang bị trên cần chúng ta có là khoen Fuji Ancona chân ca mà cái dạng chân bóng nha anh em. Tại vì cái cần này nó cũng nằm ốc giá gọi là trên sinh viên ha, tầm trung. Nó giá mới nó là 2,2 triệu 2,3 triệu nha anh em. Đó, cho nên là cái khoen của nó thì nó cũng hơi chất lượng hơn tí ha. Ancona chân ca. Này, phôi nè. Đây là cái khúc ngọn ha. Độ dày của phôi nè. Này cũng có khá là ngon nha anh em. Nó có cái độ trâu nó cũng có nè. Độ dẻo của nó cũng có nè ha. Dĩ nhiên là nó sẽ hơn cây kia, tại vì mức giá nó tầm giá cao hơn mà anh em ha. Cao hơn mà dàn khoen mà cái phôi của nó dĩ nhiên nó cũng ngon hơn ha. Nó nhẹ hơn và nó có độ nảy hơn. Thì dĩ nhiên là cái tiền nó cao hơn. Đây, ở vị trí này mình sẽ báo cho anh em nó có một cái vết như thế này nha anh em. Đây ha. Quay kỹ cho anh em xem. Đó, hồi mình sẽ phân tích kỹ về cái chỗ này nha. Rồi, còn lại là cần không có bị gì nữa hết nha anh em. Đây. Đầu bu nè. Bu này thì tầm bu 10 nha anh em. Bu 10, bu 8 gì vậy. Ok ha, quan trọng là thông số BE đó. Nguyên nó căn cứ vào nguyên cái bộ khoen ha, mình đánh có thể BE 3 tới BE 6 là nó ra dây mực nha anh em. Theo mình đo cái đường kính ngọn cho anh em xem. Cây này thì nó ngon hơn ha, vũ mồi nó ngon hơn, nó có đầy đủ cái yếu tố hơn. Đây, ngọn cây này thì tầm 2.2 ly nha nè. Hai ly hai ha. Nói chung là có những cái ngọn 2.2 ly thôi ha. 2.2 ly, 2.4 ly, 2.6 ly, 2.8 ly, 3 ly. Chứ không có 2.3 ly với 2.5 ly nha nè. Mình đo thì mình cố gắng mình đo chính xác hơn, mình đo thực tế hơn. Tại vì hôm qua hôm kia gì cũng có một số anh em cãi với mình là cái thông số cần một của hãng công bố đó, của cây 27 đó đó là tới 2.8 ly lần. Nhưng mà thực tế mình đo là không tới 2.8 ly ha, tầm 2.4 ly, 2.5 ly đó. Nhiều khi hãng họ cũng không muốn thôi, cũng nói sâu xa. Đây, theo mình gắn cho mình vũ thử cho anh em xem. Cây này thì có độ nảy nhiều hơn nha anh em. Phôi rất là ngon ha. À. Đó. Cây này đánh nhái thật ngon nè. Lóc lũ ngon nè. Cán nó hơi dài tí, anh em muốn cắt cán thì cắt. Còn nếu mà câu hồi dịch vụ thì đánh chim chê hoặc là cá cha mà câu cảm giác ha. Dĩ nhiên cái mức giá nó sẽ cao hơn. Giá mới nó tới 2.2 triệu 2.3 triệu. Rồi mình quay lại cái phần này nha này. Phần cái bếp này ha, từ ở khúc từ trên điểm xuống là nó nằm ở cái đốt thứ tư nha. Đốt thứ tư và gần cái khoen thứ tư ở trên điểm xuống ha. Đó. Nếu mà cái này mình phân tích kỹ ha, cái này kinh nghiệm của mình. Những anh em nào mua bán rồi này kia đó cũng có thể xem ha. Nếu mà thấy đúng hay hay thì anh em có thể bắt chước. Cái này là theo suy nghĩ của mình thôi ha, mình cũng chưa chắc là mình nói đúng nữa, nếu mà nói sai thì anh em góp ý nha. Rồi đây, nếu mà về cái chất lượng á,
Nếu mà 10 phần thì có vết này thì nó còn có khoảng tầm 9 phần nha anh em. Còn theo mình phân tích kỹ hơn là đây, với cái lực cá mà khi mà mình bắt á, nếu như mà vừa tới cái đốt đó đó thì cái lực của con cá nó cũng không bao nhiêu nha anh em, nó cũng không có gây hại được cái vết đó ha. Còn nếu mà cái lực lớn hơn nè, nó qua cái đốt đó nha anh em. Tức là khi mà nó đã qua cái đốt đó rồi thì cái khúc đó nó sẽ thẳng ra nha anh em, và cái chịu lực của nó sẽ bắt đầu vào cái đốt thứ năm và thứ sáu nhiều hơn ha. Đó thì với cái lực lớn hơn đó thì nó mới có bắt đầu ảnh hưởng, nhưng mà tới cái sức ảnh hưởng thì nó đã qua rồi nha anh em, và cái đoạn này nó đã thẳng ra rồi ha. Cho nên là cái này là mình đánh vô tư anh em ha. Đó, nếu mà anh em đánh cá lóc thì cây này đánh vô tư luôn. Cái chim cái chê rồi kia cũng vậy ha, còn đánh rất là ngon. Đó, anh em nếu mà anh em tập mua bán này kia thì bắt trước ha. Bắt trước cũng cho đúng ha, chứ không phải cây nào cũng giống như cây nào nha, cái độ dẻo đó. Cây này dẻo toàn thân ha. Có một hiện trạng là mình cũng muốn nói luôn ha, không phải là mình góp ý dạng là ai mua bán sao thì cái đó là quyền của họ ha. Nhưng mà có cái hiện trạng này á, cây này thì thực tế mình thu lại của một anh khách ha, ảnh có một cái máy nữa nha nè, anh có một cái máy nữa mà anh bị cái tình trạng gọi là người bán bỏ con giữa chợ ha. Nói chung sẵn ở đây mình chia sẻ luôn đi, tại mình thấy cái kênh mình mấy anh em bây giờ mình lướt trên Zalo ha, mình thấy quá trời anh em dân mua bán luôn vô kết bạn của mình. Mình cũng không phải là dạng ích kỷ đồ này kia ha, ai mình cũng đối xử như ai cũng bình thường, giao tiếp bình thường, không có gì hết, không có phải dạng là ganh ghét hay là người này bán rồi cạnh tranh người kia, không có nha anh em. Không phải là mình nói này để mình tân bốc mình lên rồi này kia, anh em nhìn ta biết à, không có gì phải ngại hết trơn á. Đó là gặp cái tình trạng bỏ con giữa chợ ha. Anh mua một cái máy của một cái bạn đó, thôi nói chung mình cũng không muốn nói tên bạn đó ra ha. Anh mua cái máy dạng là sưu tầm đó em, con Sina RD ha. Sina RD mà có cái hệ thống xả ở dưới phần đuôi á, mà anh em hay gọi đuôi chuột, nhưng mà cái đó nó không có xả nhanh nha anh em, không có xả nhanh ha. Còn máy đó thì ở trên cái mô bin nó có một cái nút để mình bấm để mình lấy nhanh cái mô bin ra đó. Thực tế là cái thiết kế đó cũng không được anh em gọi là xài nhiều ha. Anh khách đó anh chỉ thấy lạ và ảnh muốn mua, muốn sở hữu để mà sưu tầm á, thì cái bạn đó bạn giới thiệu cho ảnh ha, và ảnh cái bạn đó đi lấy giùm cho ảnh, và cái mức giá mà bán cho khách đó là 700-800 ngàn gì đó con máy sưu tầm. Đặc biệt là mình không có, nói chung là tùy cái sở thích của mỗi người ha, nhưng mà với mức giá 700-800 ngàn, xong rồi anh khách ảnh cũng gửi thêm tiền công đồ này kia, giống như cà phê đồ này kia, xăng cộ này kia cho bạn đó, rốt cuộc là chốt cái con máy đó cỡ. Anh nói với mình là anh đưa cho bạn là 1.1 triệu á, một triệu mốt gì hơn luôn ha. Thì mức giá con đó thì rất là mắc nha nè. Đó, nhưng mà cuối cùng thì sao, rồi tới một ngày anh chán, anh muốn thanh lý lại đấy, thì anh liên hệ với bạn đó, bạn đó nói là không có thu nha nè, không có thu luôn ha. Đó, cho nên là mình thấy cái đó nó cũng không có hay. Mình thấy cái anh khách đó ảnh rất là happy ha, ảnh mua bán hàng à. Nếu mà có một cái người khách giống như vậy ha, mình nên chăm sóc tốt hơn nha anh em. Nếu có thể ha, mình nên chăm sóc tốt hơn thì mình mua bán nó lâu dài hơn nha anh em. Đó, mình nói ra, ví dụ như bạn đó có coi kênh này kia thì mua bán mà có lời có lỗ chứ. Nhưng mà khách người ta ok vậy rồi. Dĩ nhiên là cái trường hợp nào mình có thể tìm cái được cái điểm giải quyết chung nha anh em. Đó, thì nếu có thể giải quyết được thì mình cứ hỗ trợ đi. Tại con máy đó mình thấy mình còn không thu được, nhưng mà nên mình không có giúp ảnh được nha nè. Con máy đó nó kén người chơi lắm, ít có ai mà sưu tầm thằng kia, con máy mắc quá. Nói chung là mình không có thu ha. Lấy của ảnh cây này với là cây một con máy nữa nha. Máy đó mình cũng chưa lên. Rồi, cây này mình thanh lý cho anh em giá là 1.2 triệu nha nè. Giá mới của nó là 2.3 triệu ha. Mình thanh lý cho anh em giá 1.2 triệu thôi ha. Đó, anh em nào mà muốn cá lóc nè thì cây này ngon ha. Rồi thì là video clip này mình nói nhảm nhiều quá cho nên là nó khá là dài nha anh em. Mình xin phép là mình cắt ra hai phần ha. Tới đây là hết cái phần bọt nha anh em. Phần sau thì mình sẽ nói về hai cây cần dựng nha anh em. Rồi tiếp theo mời anh em qua tiếp phần 2 ha.